Cùng với anh Đỗ Dũng không Nguyên hân hạnh quay lại chương trình chuyện nóng trong tuần với khán giả người Việt TV. À, thưa quý vị, trong 4 ngày qua thì cái sự kiện mà có thể nóng nhất trên toàn thế giới không chỉ ở Hoa Kỳ và vùng Trung Đông đó là căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran sau khi Hoa Kỳ đã phóng hỏa tiễn và giết chết gọi là tư lệnh là đặc nhiệm của Iran là tướng Qasem Soleimani thì từ đó bắt đầu cái căng thẳng giữa hai quốc gia đã gọi là nhiều người nói rằng nó đã ở, ở bờ vực chiến tranh và đặc biệt là sau sáng hôm nay là sáng thứ tư ngày 8 tháng giêng thì tại tòa bạch ốc tổng thống hoa kỳ donald trump đã có buổi họp báo và ông cho biết là vụ iran bắn hỏa tiễn sang căn cứ ở iraq để trả thù cho vụ vị tướng của iran bị hoa kỳ hạ sát Uh, kết quả là không gây thương vong nào cho lính Mỹ đóng ở đó và thiệt hại rất nhẹ. Uh, thưa anh Đỗ Dũng, người uh, theo dõi tin tức uh, thời sự liên quan đến vụ này trong suốt 4 ngày vừa qua, thì uh, cho đến giờ này anh có nhận xét gì? Uh, chào anh Phương Nguyên và chào khán giả của uh, người Việt TV. Có thể nói là trong giờ phút này hai bên, uh, tôi gọi là một danh từ nông na bình dân gọi là vẫn còn chém gió hơi nhiều. Uh và cái chuyện mà Iran bắn 15 quả hỏa tiễn ngày hôm qua đó gọi là cũng là một hình thức gọi là gọi là chém đất tức là cho đến phút này không ai bị thiệt hại gì cả và ngay sau khi cái 15 cháu hỏa tiễn này bắn ra thì tổng thống Donald Trump tweet ra là, ờ, như là, là, tối, tất cả, quán, tối qua tối qua tối qua là tất cả đều tốt và sofa sofa không yeah. có chuyện gì xảy ra cả. Đó. À, cho đến sáng hôm nay. Sáng hôm nay luôn, à, ngay cả cái bài uh, phát biểu của ông ở tại Ốc khoảng dài 15 phút thì ông không có cái cái giọng điệu gọi là gọi là gì kích động chiến tranh nữa. À. Đó. Dùng dùng chữ, tôi có thể dùng chữ hiếu chiến được không? Dạ dạ, vừa có vẻ bớt hiếu chiến mặc dù vẫn còn là mạnh mẽ. À thì trong 15 quả hạt tiễn này bắn vào các căn cứ của Mỹ ở tại uh, Iraq á, thì 15 quả có 10 quả rất là căn cứ el ở tại uh, tỉnh uh, An Ansa An thì cái căn cứ này đó tháng 12 năm 2018 tổng thống Donald Trump lần đầu tiên mà đến thăm quân đội Mỹ Iraq là ừ. đến căn cứ này sau đó phó ừ. tổng thống Mike cũng đến lần nữa Còn Hình như năm... lúc đó là tổng thống Joe Bush là cũng uh, cái này tôi không rõ lắm nhưng mà yeah. cái đây là căn cứ đầu tiên mà mà, mà tổng thống Donald Trump đến thăm uh, quân đội Mỹ vào tháng 12 năm 2018 ừ có cái năm quả kia nó bắn vào căn cứ gần khu vực cái cực thì cho một quả rớt rồi còn bốn quả bị lép đó đó và chúng ta để ý cái chỗ này nè là Iran bắn vào cái giờ binh sĩ Mỹ đi ngủ vâng. có nghĩa là giờ chúng tôi vô trong trại chúng tôi nằm rồi không còn đi lang bang ở ngoài nữa thì nếu lang bang ở ngoài là có thể trúng có người bị chết hoặc bị thương đó và trước khi bắn á thì Iran lại báo cho Iraq biết ờ, tôi biết ông Iraq có báo cho Mỹ biết không điều chuyện đó mình không biết nhưng vâng. mà ông thủ tướng Mali của Iraq xác nhận là Iran trước khi bắn có báo chúng tôi đó thì có vẻ như là Iran muốn bắn để vào phản ứng sau khi chôn cái ông Soleimani. Yeah. Ông mà tư lệnh lực lượng Quds mà anh Khôi hồi nãy có nói. Yeah. Tức là cái ngày hôm thứ ba là họ 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 chôn ông này xong nghĩa là họ phải trả thù theo cái gì đó như ông giáo chủ Khamenei tuyên bố. Yeah. Thì cái là họ bắn bắn giống như là hồi đó tổng thống Donald Trump bắn 55 quả Tomahawk vào Syria bắn vào những cái chỗ mà không có chính người đó đại khái yeah thì tổng thống tô trâm tối hôm qua đáng lý là ông có cuộc họp báo vâng. ông, ông có cuộc tuyên bố tại tòa ốc yeah. ông tưởng là có nếu mà có thiệt hại nếu mà ông có máu máu, máu me đó yeah. mà đã đổ máu thì không thể trả bằng nước màu được đó yeah. thì là có thể là tuyên chiến vâng. nhưng mà tối hôm qua tự nhiên cái đó là hủy vâng. sáng nay 8 giờ sáng giờ miền đông giờ miền tây chúng tôi là 11 giờ sáng giờ mình đông thì tổng thống trâm người ta nói là 11 giờ ra mà ông đợi tới 11 giờ 15 phút mới ra tôi để ý cái chi tiết đó phút. chế 15 phút vâng. và ra ông nói thì quý vị thấy trong cái bài diễn văn nó của ông đọc ông khẳng định là một điều là gì Mỹ sẽ tiếp tục uh, trừng phạt kinh tế đối với Iran và Mỹ và Iran có vẻ đã giảm bớt cái cường độ. Mỹ yêu cầu Iran sống hòa bình với Mỹ, thấy không? Và Tổng thống Donald Trump trong đó cũng không quên là đổ thừa cho vị tiền nhiệm của mình, bảo là cái thời ông Obama đó, vì ông ký cái cái cái, cái hiệp ước nguyên tử với với Iran đó vào năm 2013 đó, Iran mới thu được khoảng 8 tỷ đô la tiền mặt nha, ý nói là nhờ bỏ cấm vận như vậy mà lấy cái tiền đó và tiền nó mua hoặc tiến bắn nó tốn qua <laughs> ông nói như thế không biết có đúng hay không thì sao biết nhưng mà chúng ta để ý cái giọng điệu của tổng thống ông trump nó hoàn toàn là ôn hòa so với những gì người ta mong đợi thành ra tôi nghĩ là hai bên đều đạt được mục tiêu ông khamenei đã đạt được mục tiêu là phải trả thù ngay và bắn vào căn cứ quân sự của mỹ nhưng mà đúng nó chết ai đâu ngược lại ông trump thì chúng ta biết rồi ông la và ông chém gió vậy thôi nhưng mà mục tiêu ông không phải là muốn chiến tranh anh nhớ hồi cách đây mấy tháng khi mà một cái bay không người lái của mỹ bị iran bắn rơi đúng rồi. không sắp sửa nhấn nút còn 10 phút nó bảo thôi yeah, không nhấn. Yeah. Tại mục tiêu của tâm là gì? Chúng tôi tái tranh cử và chúng tôi tái đắc cử. Đó là Để... điều chỉnh. đó thưa anh. Điều đó tôi sẽ hỏi anh vào câu hỏi kế tiếp. Vâng. À, tiếp theo nhưng mà à, cái điều tôi muốn nói hỏi anh tiếp đó là tất nhiên cái giọng điệu của Tổng thống Trump có vẻ xuống thang Vâng. Tuy nhiên một điều mà ông à, có vẻ tôi nói ừ. là à, được à, gọi là những người ủng hộ ông vâng. à, trong cái bài phát biểu của ông sáng nay à, người ta rất ủng hộ ông cái câu này. À, cái câu Nguyên văn là nếu biết quý mạng sống của mình thì đừng đe dọa mạng sống của dân chúng tôi tức ừ. là người dân Mỹ ừ. tức là à, cái 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 khẩu khí này là của của Tổng thống Trump đúng không đúng vậy à, nhưng mà nó cho thấy là gì à, đối với dân chúng ông Trump muốn khẳng định lại một lần nữa đó là máu của người Mỹ mà đã đổ thì nó khác máu à, có thể là của xác nhận khác và cái điều mà ông một lần nữa là nó phù hợp với cái gọi là make American Break Break again. Again. Ừ. À, Quay trở lại với <laughs> à, cái điều anh Đô Dũng mới nói hồi nãy thì à, có vẻ như à, sau cái sự kiện mà gọi là ông Trump ra tay à, giết một à, tướng gọi là nổi tiếng của Iran như vậy thì à, cái khả năng để mà ông có thêm tiến nhiệm trong cái cuộc tranh cử năm 2020 nghìn thì đó có phải là một trong những mục đích lớn của ông Trump hay không? Có thể anh, có thể, à. uh, có thể là cái chuyện đó mình bây giờ phải đợi tới nhà bầu cử biết được, bởi vì không không chắc bởi vì anh nhớ năm 1991 khi mà ông tổng thống Bush cha ông đánh uh, cuộc chiến ở vùng Vịnh đó, ông đẩy quân đội của Saddam Hussein ra khỏi Kuwait tới Iraq rồi xong rút về năm um, 92 vẫn thua bầu cử giờ thấy không? Đó, cái chuyện đó mình không biết nó còn tùy nhiều yếu tố khác nhưng mà ở đây tôi nghĩ rằng là, là từ giờ đến tháng 11 năm nay bầu cử còn xa lắm. Thì cái này mục đích bầu cử nó chỉ một phần thôi. Vâng. Bởi vì trước đó ông cũng ra lệnh và dí cái ông Elbadi là cái ông mà thủ lĩnh của ISIS. Dí vô chạy vào đường hầm mà tự sát chết đúng không? Cái đó người ta dễ quên lắm. Cái quan trọng nhất là ông đã chiếm được cái diễn đàn để cho người ta không nhắc nhiều đến vấn đề luận tội trong cái vụ mà đang xảy ra trong những người qua. Đó ngày qua và sáng ngày hôm nay đó thì bên phía hạ viện do bà Nancy Pelosi lãnh đạo đó bắt đầu bị gây sức ép rồi yeah. bị bên thượng viện sức ép tức là ông Mitch và McConnell lãnh tụ đa số của cộng hòa thượng viện đó tôi không thay đổi tôi đủ phiếu rồi bà lo đưa qua lẹ đi đó yeah. thì người ta hiểu ngay nó có cộng với cái yếu tố này. Nếu vậy. mà nói ngôn ngữ mà gọi là mạng xã hội bây giờ đó, tức là uh, có thể là tôi nhận xét, không biết anh Dũng thấy có đúng không? Có nghĩa là sau cái sự kiện 4 ngày qua đó, thì yeah. cái thời lượng mà ông Trump mà chiếm sóng, đó, uh -huh. gọi là chiếm sóng yeah. ở yeah. trên uh, các phương tiện truyền thông á, tức là hơi nhiều đúng không? Đúng vậy. Quá cặng. nhiều luôn. Quá <laughs> nhiều là khác <laughs> Thì đó cũng có thể là có uh, đó cũng có thể là cái mục đích của ông Trump. Vâng. Nha. Yeah. Chúng ta ngồi đây. Vâng. Uh, ở miền Nam California ở Sài Gòn miền Nam California thì coi như là trên lãnh thổ của Mỹ Vậy thì anh quan sát đó, tức là cái dư luận người Mỹ nói chung họ có lo ngại gì cái cuộc chiến với Iran hay không hay là lo ngại là ở một lúc nào đó nước Mỹ sẽ bị Iran tấn công hay là trở thành những cái mục tiêu của khủng bố này kia thì anh có thấy cái chuyện đó nó trở thành một cái vấn đề lớn hay không có anh ạ à, nó nó như thế này nó có tôi tạm gọi một nửa ủng hộ một nửa không ủng hộ yeah. tại vì mình chưa cho đến giờ phút này thì chưa có thống kê nào mà đưa ra chính thức cả nhưng mà mình tôi quan sát tôi thấy đó cái số người ủng hộ tổng thống trump mà gọi là fan cứng của tổng thống trump yeah. đó, họ ủng hộ ông trump chuyện này mà quánh bởi vì cái ông salimani là được coi là, là bị coi là kẻ khủng bố và lâu nay là giết bị quy trách nhiệm bị bộ ngoại giao mỹ quy trách nhiệm là giết hơn 600 lính mỹ một cách gián tiếp đó thời gian ở iraq thì họ nói rằng là iran là con một một con quỷ dữ đó và họ ủng hộ cái chuyện này Là ông, Trung, là ông đó quỷ dữ mà hồi trước ông ông bút con ông cũng nói là làm trong cái trục tam giác quỷ nhớ à, không mà... iraq iran bắc Hàn à, và ông trump gọi ông soleimani là, là 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 gọi là quái vật quái vật vậy? đó yeah. hay là một kẻ khủng bố vân yeah. vân thì người ta ủng hộ ông trump trong cái chuyện này ê tôi bảo vệ người mỹ tôi phải đánh phủ đầu trước chúng tôi yeah. không đợi ông bởi vì hôm đó ông Trump uh, tin tình báo ông lo ngại là sợ là ông Soleimani đến sẽ có thể có một vụ bao vây toàn xứ Mỹ ở tại Baghdad đó. Đó, đó là cái số người mà ủng hộ số người không ủng hộ đó người ta lo ngại là gì nếu mà tổng thống Trump mà không cẩn thận thì có thể làm căng thẳng và có sẽ có cuộc chiến đi Iran người đó và có thể dân Mỹ bị bắt đi quân dịch ừ. trong những ngày qua là chúng ta thấy là đã có, có tin đồn đó người ta rời lên trên tích đến độ sáng ngày hôm nay quân đội mỹ phải khẳng phải 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 nói cái đó là fake news không không phải là tổng động viên à, không Nên có không, tổng không, động viên yeah. quý vị yên tâm đi chúng yeah. tôi không chúng tôi mà cứ gửi quý vị là chúng tôi gửi bằng thư chứ không có gửi bằng text message yeah. rồi ngay cả sinh viên đi học nhá anh có, khôi thì... nguyên anh khôi nguyên có con đi học biết anh xin cái financial aid nó gọi là pha xa đó bây giờ mấy anh uh, sinh viên của mỹ cũng sợ thôi chết rồi mình khai về rủi ông liên bang ông lấy cái này ông vô cái mà mốt biết mình ở đâu để bắt con dịch mình đó. Yeah. nhưng mà sáng nay người ta khẳng định là không có gì đó nhưng mà rõ ràng nó ảnh hưởng đến lo sợ tâm lý. giao động tâm lý yeah. thì sáng nay phải nói rằng là những người đó thở phào nhẹ nhõm yeah. khi mà tổng thống donald trump đọc bài diễn văn trước tòa ốc là ông tôn đao ông hạ giọng xuống thì người ta đó là cái nhóm mà ông ở, chống mà ông bắt đầu người ta cũng êm êm lại một xíu thành ra ok yeah. có vẻ như là À, tất nhiên chúng ta là người Mỹ gốc Việt, vâng. chúng ta sống ở đây, à, nhưng mà chúng ta cũng quan tâm đến ở một nơi khác bên kia Thái Bình Dương, vâng. đó là đất nước Việt Nam, vâng. người dân Việt Nam. Vâng. Thì theo tôi đó ở trên truyền thông của nhà nước, vâng. thì có lẽ là anh cũng hiểu rồi, vâng. không có những cái ý kiến gọi là à, ủng hộ chiến tranh, ủng hộ ông Trump hay là bài xích ông Trump hay vâng. là này kia một cách rõ rệt, họ cũng thông tin thôi. Vâng. Nhưng mà trên mạng xã hội đó, vâng. thì của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam thì họ bàn luận về cái chuyện này rất nhiều. Vâng. Tôi đọc ở rất nhiều diễn đàn thì có vẻ như cái ý kiến ấy, mà ủng hộ uh, ông Trump ra tay đối với Iran á ừ. thì thì gọi là chiếm đa số. Vâng. Có ừ. những người người ta gọi luôn nói, oh, đó chế độ độc tài yeah. và họ không ưa chế độ độc tài yeah. và uh, tức là người dân Việt Nam ừ. họ đứng ngoài cái cuộc chiến tức là không liên quan gì hết nếu yeah. mà xét cho cùng thì không liên quan gì hết nhưng mà tại sao người ta lại quan tâm đến độ như vậy? Ừ, tại vì cái này nó có hai cái lý do. Lý do thứ nhất đó là ông Trump bây giờ theo tôi nhìn trong thời gian qua cũng rất nhiều được nhiều người Việt Nam thích. Có lẽ là ông cũng chịu chơi thuộc loại là anh nói là công khai và ông từng đến Việt Nam hai lần <laughs> trong hơn hai năm. <laughs> anh Khôi Nguyên có chứng kiến cả hai lần đó. cái <laughs> thứ hai nữa là theo cái tôi là tôi đoán của tôi, theo cái văn hóa người Việt Nam có vẻ thích chiến tranh, thích giải quyết chuyện này trong sống sống đạn. Chúng tôi quen cái đó rồi chứ không có thích cái kiểu mà Hòa Bình nói dông dài này kia đó Tôi đoán là đó về mặt tâm Thật lý Thật ra này. thì nói về thích ừ. chiến tranh thì cũng không có Không phải là dùng cái chữ mà gọi là Nếu mà dùng cái là thích chiến tranh thì ừ. giống như người Việt hiếu chiến vâng. Nhưng mà cái chuyện mà đúng anh tôi Dũng nói là Ờ oh, đối với người Việt Nam thì cái chiến tranh nó cũng không có xa lạ gì dạ. Đối với ít nhất là đến thế hệ của anh và tôi vâng. Thì vâng. Cũng, chúng ta cũng đã biết thế nào là chiến tranh rồi dạ. Nhưng mà theo tôi thấy đó là thực sự là gì cái số đông gọi uh -huh. là cái chính quyền Iran á yeah. nó không được cảm tình Đúng rồi. của những người ở Việt Nam. Thì theo tôi là cái cách nhìn của họ là như vậy. Vâng. Còn chuyện như thế nào thì đâu đo, cân đong đo đếm nó làm sao thì chúng ta không có cái con số thống kê được. Vâng. Tuy nhiên vâng. là cái cảm nhận của mình khi mình đọc được anh những thông anh anh tiết. đọc trên mạng xã hội là anh biết vâng. ngay dạ dạ dạ. thưa dạ. à, thư quyên dạ, người về tivi à có lẽ là cái đề tài này sẽ còn chúng tôi cũng còn đề cập đến rất nhiều lần trong thời hạn chương trình chúng tôi xin phép được dừng tại đây cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình chuyện nóng trong tuần do Khuôn Nguyên Đỗ Dũng phụ trách xin hẹn quý vị trong chương trình này kỳ tới.